Xin chào các anh em, trong cái nhiệm vụ truyền thuyết của Hu Thao, chương dẫn điệp màn 1, hướng bay về nơi đâu? Thì nó có một cái bí cảnh là tiến vào ranh giới, nơi bình thường mà Hu Thao nói. Thì nó sẽ có một vài cái câu đố, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi giải đáp những cái câu đố này nha. Ok, đầu tiên là trong cái bí cảnh này nó sẽ có những cái cây gai, vì vậy cho nên trong đội hình chúng ta có những cái hero thể hỏa. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta đốt những cái cây gai này nhanh hơn. Còn nếu như không có thì chúng ta cũng có thể sử dụng Hu Thao đang ở vị trí số 5 như là một cái nhân vật hỗ trợ đi cùng. Ok, sau khi mà đốt những cái cây gai để mở ra con đường thì chúng ta chạy thẳng tới. Ở nơi này thì Hu Thao sẽ nói chuyện với chúng ta, đưa ra chúng ta những cái gợi ý là trên vách nè, nó có những cái hoa văn kỳ lạ mà chúng ta đã nhìn thấy rồi. Hãy tìm một nơi đặc biệt mà có thể nhìn thấy toàn diện những cái hoa văn này. Nó tương đối khá giống với là cái bùa trấn yêu mà chúng ta làm nhiệm vụ ở nhà trò phòng thư. Chúng ta nhìn làm sao cho những cái hoa văn ở trên bức tường nó ghép trở thành một cái bùa hoàn chỉnh là được. Càng gần tới cái vị trí hoàn chỉnh thì cái hoa văn nó càng phát sáng rực rỡ lên. Và khi mà chúng ta nhìn hoàn chỉnh thành công cái hoa văn ở trên vách đá thì bức tường nó đã mở ra cho chúng ta một cái lối đi tiếp theo. Theo lối đi mà nó vừa mới mở ra thì chúng ta sẽ đụng độ với lại một vài cái trận chiến với những con slam băng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đụng độ với lại Healershot là một cái pháp sư vực sâu hệ băng. Và sau khi mình dùng sức mạnh trấn áp thì chúng ta sẽ sử dụng hỏa công để đốt cái cây cột nguyên tố hỏa. Và sau khi mà đốt được cái cột nguyên tố hỏa thì ở bên cạnh nó đã có một cái cột gió nó thổi lên, đưa chúng ta lên cao. Ok, các anh em sẽ nhảy lên cái cột gió đó và nó sẽ đưa chúng ta bay lên. Ở trên vị trí cao này chúng ta sẽ thấy có một cái đốm lửa xanh nó đang bị những cái cây gai bao quanh. Dùng hỏa công chúng ta đốt những cái cây gai bao quanh. Và chỉ cần chúng ta chạm vào cái đốm lửa xanh này thì nó sẽ bay xung quanh chúng ta và coi như là chúng ta đã lấy được cái đốm lửa xanh này. Và việc của chúng ta chính là thu thập đem những cái đốm lửa xanh này tới những cái bệ mà nó yêu cầu. Và chỉ cần mở hết được những cái bệ theo nó yêu cầu là cửa nó sẽ mở ra. Và ngay tại nó luôn, tiếp tục chúng ta lại có thêm cái bùa trên vách. Và hiển nhiên là các anh em cần phải đứng ngay cái vị trí nó chỉ định và chúng ta điều chỉnh làm sao để mà có thể nhìn từ cái vị trí đó, chúng ta có thể nhìn thấy cái bùa nó trở thành một cái bức tranh hoàn chỉnh. Ok, và khi mà nó hoàn chỉnh thì nó sẽ lóe sáng và bên dưới nó đã mở ra cho chúng ta thêm một con đường. Và ở trong đó nha các anh em, chúng ta lại có thêm một cái đốm lửa xanh nữa. Như vậy là chúng ta đã có hai đốm lửa xanh để bỏ vào hai cái bệ, nó sẽ mở ra cánh cửa dẫn chúng ta đi sâu vào trong hơn. Ok, và khi mà chúng ta tiến sâu vào trong thì chúng ta sẽ gặp một cái trận trùng đồ nhỏ với lại những con Healershot. Và việc của các anh em lúc này đó chính là chúng ta sẽ thử nghiệm cái nhân vật mới Hu Thao xem cái lối đánh nó có phù hợp với lại các anh em chơi hay không. Mở cơ quan và đi sâu vào trong nữa thì các anh em sẽ đến với lại cái giải đấu cuối cùng. Cái giải đấu này thì nó sẽ không quá khó, nhưng mà nó sẽ bắt chúng ta chạy lòng vòng một tí nha các anh em. Đó chính là các anh em nhìn kỹ nè, ở đây chúng ta sẽ có hai cái bệ nhưng mà chỉ có một cái đốm lửa mà thôi. Khi mà chúng ta đi một vòng á thì mọi chuyện nó sẽ trở lại ban đầu. Vì vậy cho nên việc của chúng ta là chúng ta chỉ cần lấy cái đốm lửa đó và chúng ta đi một vòng thì mọi chuyện nó sẽ trở lại ban đầu. Thì lúc này nó lại hồi lại một đốm lửa nữa. Như vậy là kèm với lại cái đốm lửa mà chúng ta đang đeo trên người á là chúng ta sẽ có hai cái đốm lửa và chúng ta đặt vào trong hai cái bệ là chúng ta sẽ đi qua được thôi. Còn nếu như mà không thì chúng ta cứ đi vòng vòng, nó giống một cái vòng luẩn quẩn vậy thôi chứ còn không có thể vượt qua được. Ở đây Hu Thao nó còn không thèm hướng dẫn chúng ta nữa và nó còn troll chúng ta nữa các anh em à. Và thú thật là mình cũng khá là hấp tấp, mình không có chịu nhìn cũng không có chịu đọc nên là vừa vào chạy đây mình cũng chạy mấy vòng rồi thì mình mới ngộ ra được cái điều này. Ok, như vậy là sau khi mà chúng ta lấy đốm lửa chúng ta chạy một vòng và chúng ta quay lại là như vậy chúng ta đã có hai đốm lửa, là chúng ta sẽ đặt hai cái đốm lửa đó lên trên cái bệ, là như vậy là chúng ta đã mở ra cái cánh cửa cuối cùng của cái bí cảnh này rồi. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ thưởng thức cái cốt truyện cuối cùng của cái nhiệm vụ truyền thuyết của Hu Thao. Thực sự là mình đã rất là mong chờ có những cái giải đố thực sự rất là khó để mà chúng ta cùng nhau giải đố.
Tuy nhiên là bắt đầu từ lúc mở cửa Genshin Impact thì nó còn có một cái vài những cái giải đố, chứ còn qua những cái phiên bản 1.1, 1.2, 1.3 thì hiện tại là chưa có một cái giải đố nào để cho chúng ta cùng nhau khám phá cả. Hy vọng là trong tương lai khi mà mở một đợt mới hoặc là trong những cái phiên bản cập nhật sau thì nó sẽ có những cái giải đố thú vị để mà cho chúng ta cùng nhau khám phá. Ok, bye bye tất cả các anh em, và bây giờ là lúc các anh em có thể thưởng thức cái cốt truyện hấp dẫn của truyền thuyết Hu Tao. わざとそういう風にすることで勝手に入ってきた人を驚かせて近づく。もう変なものは出てこない。うん。あとはここから飛び降りるだけ。